Sự gian lận thi cử ở Hà Giang. Kẻ chủ mưu bị đề nghị mức án mùng 8 tháng 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục và Đào tạo, Hà Giang là người chủ mưu, khởi xướng, chỉ đạo Vũ Trọng Lương nâng điểm cho các thí sinh, do đó phải nhận mức án cao nhất. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Hoài mùng 8 tháng 9 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điểm A, khoản 2, điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015. Bị cáo Vũ Trọng Lương, nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, bị đề nghị mức án mùng 7 tháng 8 năm tù. Vũ Trọng Lương bị đề nghị mức án mùng 7 tháng 8 năm tù. Bị cáo Triệu Thị Chính, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bị đề nghị từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại điểm B, khoản 1, điều 358 Bộ Luật Hình sự 2015. Bị cáo Chính không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của trưởng ban chấm thi, đưa cho Hoài danh sách 13 thí sinh cần nâng điểm và thống nhất nâng điểm cho 12 thí sinh đối với môn ngữ văn. Theo đại diện Viện Kiểm sát, việc chưa kịp nâng điểm là yếu tố khách quan mang lại, ngoài ý chí chủ quan của các bị cáo. Bị cáo Phạm Văn Khôn, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bị đề nghị xử phạt từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo quy định tại điểm B, khoản 1, điều 366 Bộ Luật Hình sự 2015. Đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội với các bị cáo trong vụ gian lận thi cử. Bị cáo Lê Thị Dung, nguyên phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang, bị đề nghị xử phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo quy định tại điểm B, khoản 1, điều 366 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong dư luận, làm mất đi tính công bằng trong xã hội. Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong dư luận, làm mất đi tính công bằng trong xã hội. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có nhiều năm công tác trong ngành, am hiểu các quy định của ngành giáo dục nhưng vì nể nang bạn bè, người thân, đồng nghiệp nên đã phạm tội, khiến kỳ thi diễn ra không còn khách quan, nghiêm túc, công bằng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và nhân chứng đều khẳng định không nhận và đưa tiền cho Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương để nâng điểm cho các thí sinh. Do đó, không có đủ căn cứ để khẳng định hai bị cáo đã vụ lợi. Theo danh sách công bố kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 318 bài thi của 114 thí sinh được nâng điểm. Cơ quan điều tra kết luận Vũ Trọng Lương đã tác động vào bài làm của 107 thí sinh với 309 bài thi các môn được nâng điểm. Trong số đó, có 102 bài thi môn toán, 85 bài thi môn vật lý, 56 bài thi môn hóa học, 7 bài thi môn lịch sử, 1 bài thi môn địa lý, 50 bài thi môn tiếng Anh, và 8 bài thi môn sinh học. Thí sinh được nâng điểm cao nhất có số báo danh 0500592, được nâng tổng cộng 29,95 điểm cho 4 môn trắc nghiệm, toán, vật lý, hóa học, ngoại ngữ. Thí sinh được nâng ít nhất có số báo danh 0500398, được nâng 2,2 điểm cho 1 môn. Quá trình can thiệp nâng điểm cho các thí sinh môn trắc nghiệm chỉ do một mình Vũ Trọng Lương thực hiện.